các tin tức tốt của CoinMarketCap cũng làm ảnh hưởng rất tốt đến Bitcoin và Ether, Litecoin. Lúc này đây, Litecoin đang ở 148 và đang điều chỉnh xuống. Trong ngắn hạn, chúng ta vẫn nhìn thấy một cái cuộc điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band. Tránh trường hợp đu đỉnh, chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ về đường giữa của Bollinger Band. Và bây giờ nó vẫn đang ở dưới của đám mây Ichimoku, khiến cho cái việc xuống giá là điều hoàn toàn có thể nhìn thấy. Cái vùng 147 là một trong những cái vùng có thể mua. Tuy nhiên, nó đang không được vững chắc. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang ở dưới đám mây Ichimoku. Chúng ta kỳ vọng nếu giá nằm ở giải trên mới có thể gì ạ? Xu hướng chắc chắn. Tôi cho rằng nó lên 151 mới có thể gì ạ? Chắc chắn đi lên một cách mạnh mẽ. Sau đó nó chinh phục được các cái mức là gì ạ? 153 và kỳ vọng cao là 161 đối với trong ngắn hạn của Litecoin. SRI vùng 49 nó được nhắc đến như là một cái kênh mua rất là tốt. ADX là 22, sức mua rất là yếu ớt lúc này. Thị trường hình như đang rổ dồn vào Bitcoin và một số cặp như Quitu. Sắp sửa chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp đó. Tuy nhiên ở trong Litecoin lúc này, trong ngắn hạn chúng ta đang thấy một cái cuộc điều chỉnh, vẫn là một cái cuộc lội ngược dòng để chúng ta mua vào ở vùng sâu, đó là vùng 144, 147, đó là trong ngắn hạn đối với cái kênh mua. Lúc này thị trường đang có một cái sự hưng phấn từ cái người đầu tư mới thông qua cái việc mà tin tức của G20 họ đưa ra các cái vấn đề kiểm soát và không nguy hại của crypto. Chính vì thế nên là các cái việc kênh mua ở vùng 147, 143 vẫn là cái điều yếu tố quan trọng nhất. Thứ hai nữa là trong cái H4 trong trung hạn chúng ta vẫn nhìn thấy được một cái lực mua bắt đầu điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band. Tuy nhiên lúc này lại là cái vùng bán của margin, đó là điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band sau bị đánh xuống. Đánh xuống để nhắc lại một cái phần quá khứ, tức là 140. Tuy nhiên lúc này đang ở 148, còn 8 đồng nữa là nó có thể đạt được cái mức cũ. Tuy nhiên lúc này vốn hóa đang lên, do vậy chúng ta canh mua ở giá thấp sẽ là cái điều kiện tiên quyết. Nó sẽ về cái vùng 156. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta có được những cái xu hướng tích cực trong tương lai. Vậy thì Litecoin cũng được định giá như là một cái dạng tài sản. Chính vì thế nên là canh mua vùng thấp vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất trong lúc này. Chúng ta chờ giá bật lên trên Bollinger Band, trên Ichimoku ở vùng 161, 159. Thì từ đây 156 vẫn là một trong cái yếu tố để chúng ta xác nhận lại một cách, khẳng định lại một cách tốt nhất. Vùng 44 và 23 là một cái kênh lên để cho chúng ta có thể bắt đáy. Vì lúc này các mô hình ở dưới sâu của Litecoin được coi như là một trong những cái yếu tố bắt đáy thành công. Còn trong dài hạn thì sao ạ? Trong dài hạn lúc này chúng ta cũng nhìn thấy là các cái cây nến đang ở đáy dưới của Bollinger Band, giá nằm ở dưới của đám mây Ichimoku. Tuy nhiên các đường viền đám mây là mức cản tạm thời của giá. Do vậy là việc nó xuống dưới 148 rất là khó khăn. Nếu nó chinh phục được các tin xấu thì đợt vừa rồi nó đã xuống vùng 88, nhưng rất là hiểu được rằng là cái cuộc chơi của chúng ta lúc này nó đang chịu tác động là tâm lý tích cực. Do vậy là việc đảo chiều có thể có khả quan thông qua cái độ dày của đám mây ở vùng cuối, nó có thể đổi màu ở khúc này. Chính vì thế là đang xuống có thể tăng lên. Những ai mua Litecoin, chúng ta có thể mua ở vùng 143, 142, 126 để chúng ta chờ một kỳ vọng dài hạn hơn. Chúng ta đi tiếp đến với lại Ether. Ether trong dài hạn, đây là một cuộc lội ngược dòng. Giá đã đánh thủng ở vùng 557 và bây giờ 531. Chúng ta cũng kỳ vọng đây là một trong những yếu tố để chúng ta mua bắt đáy rất là tốt ở vùng dài hạn. Việc Ether là một trong đồng tiền đứng thứ hai của crypto, đứng sau Bitcoin, với cái vốn hóa rất là tốt. Khi mà vốn hóa của thị trường đang vào, lập tức là là chúng ta có thể thấy là nó sẽ đổ vào Bitcoin và Ether và Litecoin. Vậy Ether đang chịu một cái sức ảnh hưởng của mức giá là mua vào khi mà CoinMarketCap đưa ra các cái giải pháp là tăng từ 290 tỷ lên 333 tỷ.
Và từ đây chúng ta có thể thấy được là nếu trong trường hợp tăng 400 tỷ thì Ether sẽ được cộng hưởng rất là tốt. Ether vẫn tăng 2% ở vùng 549, cũng là cái điều mà chúng ta có thể thấy được là cái yếu tố quan trọng của Ether có thể tăng giá trong lúc này. Ở trung hạn thì sao ạ? Trung hạn thì đây cũng chỉ là một cái cơn sóng hồi. Chúng ta vẫn thấy được Ether nó có thể xả ra khi mà gì ạ? Về vùng 570 và bắt đầu thì có thể xả cái vùng gì ạ? 510 và 500 dưới 510 khoảng 495. Vậy thì trong lúc này, trong trung hạn và trong dài hạn, chúng ta vẫn có một cái cuộc dạo chơi, đó là việc mua vào của Ether. Còn trong ngắn hạn thì sao ạ? Trong ngắn hạn chúng ta cũng nhìn thấy lúc này giá đang đi ngang và đánh xuống ở vùng giữa của Bollinger Band. Việc các cây nến nằm ở giải trên là tạo ra một cái sức ảnh hưởng là mua. Tuy nhiên chúng ta cũng phải chờ lên trên của đám mây Ichimoku mới có thể khẳng định được đây là một cái kênh lên. Vậy thì chúng ta chỉ mua cầm chừng ở trong vùng ngắn hạn mà thôi. Vậy thì các tin tức như thế này giúp cho nhà đầu tư có thể tự tin mua ở vùng sâu, sau đó là lướt sóng lên trên, sau đó lại bán ra, bởi vì trong cái H4 chúng ta cũng sợ rằng là đến trên đáy dưới, lên trên của đáy dưới của Bollinger Band, tức là vùng 569 chạm cái đường viền, chúng ta có thể thấy là có một cuộc đánh xuống xảy ra. Lúc này chúng ta cũng thấy được giá bắt đầu hồi phục, tuy nhiên chúng ta cũng biết được rằng là không có cái gì lên ngay hay xuống ngay cả, mà nó sẽ va chạm rất nhiều bởi tâm lý của thị trường, tâm lý của đám đông, cũng như là đưa ra các giải pháp. Ví dụ khi mà xuống đáy nó không thể lên đỉnh ngay được, mà xuống đáy nó sẽ phải va chạm, phải sideway, phải tìm ra tất cả các yếu tố tâm lý để thu hút các người đầu tư có thể có niềm tin, và đặc biệt là những nhà đầu tư mới có niềm tin thì họ sẽ đổ tiền, đổ vốn vào để cho vốn hóa tăng lên. Đó chính là cái yếu tố mà chúng ta có thể bình tĩnh để nghiên cứu, tạo ra cái sức ảnh hưởng của chúng ta là bình quân giá ở giá thấp thì sẽ an toàn hơn. Vậy thì chúng ta có cái Litecoin và Ether cũng đã mua rất là tốt ở các cái vùng này. Tuy nhiên là chúng ta chỉ ăn sóng hồi và lướt sóng để chúng ta có thể thấy được một số các yếu tố là tăng giá tích cực trong cái vấn đề tin tức. Chúng ta đón xem ở jcoin.edu.vn hoặc là đăng ký Zalo 0987732228 hoặc đăng ký ở kỷ nguyên tiền điện tử.com để có thể có những cái thông tin tốt về các cái đồng coin. Sau đó chúng ta sẽ đến với cái bản tin của coin tổng hợp các cái cặp. Ví dụ như Quitum hôm nay bay rất là tốt khi mà có tin tức là Binance đã tăng cái khối lượng giao dịch và đưa ra các cặp đó giao dịch trên Binance thông qua USDT. Xin được cảm ơn mọi người và đón theo các bản tin tiếp theo. Xin được cảm ơn.